Hello, xin chào quý vị các bạn đã quay lại với review thì hôm nay là một trong những con cuối cùng của Asen rồi. Mình sẽ không lòng vòng nữa nhưng mình sẽ giới thiệu ngay và luôn một cái đặc tính của nó đấy là gì. Trên bao bì thì ghi là Here We Ho và cái mùi hương của nó là mùi chanh. Và mình sẽ review cụ thể nhưng mà mình khẳng định các bạn luôn là mình rất bất ngờ với cái sản phẩm này. Khẳng định luôn á. Mình đã nghịch thử một chút rồi và mình khẳng định luôn là ngon. Giới thiệu các bạn một sản phẩm tên cũng rất là hay. Gaston Hair Company Gin and Tonic Work Pomade. Tại sao lại có những cái tên như này? Đầu tiên là tại sao lại là gin and tonic? Thì gin and tonic tích chính xác là một loại đồ uống. Gin tonic là một loại đồ uống. Thì các bạn cứ hình dung là gin tonic là nước chanh nhưng mà chính xác hơn là cồn chanh, rượu chanh. Các bạn có một chút rượu gin, các bạn thả chanh hay vắt chanh là mình không nhớ nữa. Đó. Hình như là cũng không có thêm cái hương vị gì nữa khác. Thế nên, và bỏ thêm đá vào thì đó là gin tonic. Nó là một cái loại thức uống giải khát mùa hè, mùa nóng thì nó khá là phổ biến. Ai đi vào bar mà gọi gin tonic thì thực ra cũng khá là bình thường. Các bạn đang muốn nó mát và muốn một chút cồn gì đấy, sảng khoái, kiểu kiểu như thế. Thì đấy, gin tonic về cơ bản thì nó là mùi chanh, chanh và cồn đó. Nhưng mà để mà nói là đây có giống mùi gin tonic hay không thì thưa các bạn rằng là cũng mùi chanh đấy. Nhưng mà cái vấn đề là gin tonic là chanh, cồn và đá. Thế nên là aquatic, cái gì đấy hơi hăng alcohol rồi chanh. Cái đấy mình nghĩ là nước hoa sẽ phục vụ tốt hơn với cái vấn đề mùi cồn mà. Đây là một con sáp. Tiếp theo sau đấy vấn đề về wax pomade thì wax pomade là cái quái. Wax pomade thì thực ra thì mình nghĩ là cái tên nó là một cái gì đấy nó thu hút người khác. Wax pomade bản thân mình hiểu nhá là một con pomade mà có chứa thành phần sáp là nhiều. Nên gọi là wax pomade thì nó sẽ là một cái con waxy rồi các thứ nó kia các thứ nó sẽ hơi cứng. Thì sẽ cùng trải nghiệm với nhau thì sẽ biết. Đầu tiên thì về vấn đề bao bì, chúng ta vẫn sẽ có một cái bao bì rất Glass Hand hay Company, đó là một lũ thủy tinh, lọ thủy tinh trong suốt, nắp vuông nhựa này, chúng chất liệu khá bình thường, nhãn thì được thiết kế riêng như này đó. Đó, và là nhãn chất liệu là chất liệu nhựa nha, chất liệu nhãn nhãn này nhãn nhựa đó. Hình ảnh ở giữa, tất cả thông tin cơ bản thì ở giữa này, Gin and Tonic, Wax Pomade, rồi đây là Anatodoc Waterbay Pomade. Một số cái lưu ý cảnh báo ở bên tay trái, thành phần hướng dẫn sử dụng bên tay phải. Hướng dẫn sử dụng thì nó cũng chung chung với cả sản phẩm, kiểu như là lấy một ít ở tay xoa lên tóc để muốn giữ nếp nhiều hơn thì có thể lấy thêm. Thành phần của chúng ta sẽ có nước, sáp ong, canela, sáp nhũ hóa, mềm mượt, dầu thầu dầu, dầu hạt nho, PG40, polysorbate 80, chất bảo quản và essential oil. Thì essential oil thì để tạo mùi thôi. Nói chung rằng là cái thành bản thành phần này thực ra cũng không quá khác biệt lắm, thực sự cũng không quá khác biệt lắm. Đó đâu đấy có chăng khác biệt so với các con khác, hai con còn lại là cái tỷ lệ mà thôi, nhất là khi cái tỷ lệ sáp nữa. Thì đây, cái sản phẩm này mình sẽ review cho các bạn. Hình ảnh của cái sản phẩm này thì thực ra mà nói các bạn là cái hình ảnh này là cái hình ảnh khác biệt nhất so với cái hai con đã từng review kia. Tại sao lại khác biệt nhất? Bởi vì ví dụ như là hai con kia ấy, thì đây là hình chỗ này sẽ là hình ảnh tối giản, nhưng hình ảnh con này ấy, hình ảnh chính ở đây này sẽ là rót rượu vào cốc đó, đây gin tonic của chúng ta đây, nhưng mà ở trên này sẽ là cụng ly đó. Cái đấy, sự khác biệt của nó là như vậy thì mình thấy khá là hay đó. Mình thích cái thiết kế này. Mùi hương với tất cả những gì mà mình đã từng ngửi, với tất cả những cái kinh nghiệm mình đã từng có, với tất cả những cái trải nghiệm mình đã từng trải nghiệm qua, mình xin khẳng định các bạn luôn đây là mùi essential oil, mùi chanh essential oil thơm nhất mà mình từng ngửi, thực sự luôn. Thơm mà nó ra rõ chanh, chanh nhưng mà không gắt, không hăng, không nồng, nó ra rõ chanh. Mình rất thích cái mùi này, thực sự mình rất thích cái mùi này luôn. Đơn giản là các bạn ngửi ra mùi chanh và các bạn chắc chắn là các bạn sẽ bảo cái mùi này chanh này mát, cái này mùi chanh này fresh, nó kia thứ. Chanh này là chanh xanh các bạn, không phải chanh vàng. Mình thích cái này. Mà nó nhẹ các bạn. Đây, và chất sản phẩm đây. Chất sản phẩm thì mình sẽ xin phép các bạn lấy cái phần bề mặt lên trên một chút. Đây nha. Về cơ bản khi bạn móc một lần để trên phần bề mặt trên cùng nhé. Như này. Thì cái chất sáp nó rất là mềm, nó không hề, nó không oxy một tí nào cả. Một con Anatolic Waterbase cực kỳ mềm luôn, không có một tí cứng nào luôn. Thế nên là việc gọi nó là wax pomade thì hơi sai một chút. Nó sẽ đặc hơn hai con còn lại, đó đều chắc chắn. Đặc hơn. Xoa tay thì đây.
tương tác khi vuốt lên tóc á, thì các bạn sẽ cảm nhận được ngay cái độ dính của sản phẩm ngay lập tức luôn. Con này thì được ghi ở trên trang chủ là Here We Go Pomade. Thế nên là khi mà tìm hiểu về hãng này, mình nhìn thấy một con Here We Go, wow, mình phải thử. Và thậm chí là nói thẳng với các bạn luôn là khi mà biết về hãng này, mình nhìn thấy Here We Go Pomade ấy, thực ra là mình cũng chả mua thử gì đâu. Mình đặt luôn đơn hàng đầu tiên luôn á, mình không thử, cũng không thủng gì luôn. Kiểu mình tin là nó sẽ dùng được. Thì hai con vừa rồi với một cái niềm tin có phần hơi mù quáng thì đầu tiên thì mình sẽ phải xin lỗi các bạn. Đấy là do cái vấn đề về máy quay. Mình không hiểu sao cứ đang quay nó lại sẽ mờ tịt như này. Mình không hiểu một cái vấn đề vì sao nó lại như thế. Thế nên là xin lỗi các bạn vì cái bất tiện này. Cái này là cái vấn đề mà mình thực sự rất là phân vân, không biết là vì sao nó vậy. Vậy tiếp theo là review, quay lại vấn đề review. Thì khẳng định với các bạn luôn, sau một khi mình vuốt lên tóc ấy, thì là từ nãy giờ mình chải bằng cái lực bên khít này này. Mình không chải bằng cái bên thưa như bình thường. Thì mình phải khẳng định các bạn luôn, con này có một chút áp lên tóc. Và nó đang ở cái mức mà mình không biết nên gọi là heavy hay không, nhưng mà cái vấn đề ở đây là chắc chắn là với tóc mình thì đang là strong hold, không biết nó sẽ xuống firm hold trong bao lâu hoặc là nó sẽ duy trì cả ngày như thế nào, nhưng mà khẳng định với các bạn luôn khi mà vuốt lên ấy là cho một cảm giác chắc chắn luôn, chắc chắn luôn. Mà mình mới dùng hai scoop nha, mình mới dùng hai scoop nha, tóc mình dài nên là cần phải bôi nhiều, vuốt nhiều để cho nó đều tóc, để cho nó dính vào nhau, nhưng mà nó mới chỉ hai scoop nha, đã lên strong hold rồi. Nếu các bạn muốn heavy các bạn chỉ cần thêm ba một thêm một hoặc hai scoop nữa, tổng cộng số lần lấy là 3 đến 4 scoop. Đó. Và độ bóng xin phép các bạn là sẽ miêu tả như này, tại vì nói thẳng với các bạn một chút, chia sẻ với các bạn một chút hơi lan man, nhưng mà từ hôm qua đến giờ, từ cái clip con like, con medium like rồi các thứ nó cứ bị mờ này, thế nên là mình biết rằng các bạn lên YouTube để trải nghiệm hình ảnh. Nhưng mà cái vấn đề cái mặt mình nó đã không đẹp rồi, nhưng mà các bạn vẫn ở đây, các bạn xem review của mình, cái mình rất cảm ơn. Và các bạn đang tập trung vào cái sản phẩm, cái mình vuốt lên tóc, và mình cũng rất cố gắng để đưa cho các bạn hình ảnh như vậy, nhưng mà phải thực sự mà nói các bạn rằng là cái máy quay nó lại cứ dở chứng như này khiến mình rất khó chịu, và mình thực sự rất là biết, rất là phải nói với các bạn rất là ngại khi mà mình làm những clip như thế này để đăng lên trên YouTube. Mình hy vọng rằng là với những cái lời mình nói thì mình cam đoan rằng là nó đúng, tức là mình nhập hàng về mình bán, chứ không phải là mình PR nó kiểu quá lố đâu. Mình khẳng định các bạn là mình trải nghiệm sao mình nói vậy, chứ mình không có một cái gì hơn thua so với những cái con còn lại mình được tài trợ hay là những cái con mình tự mua cả, chắc chắn là nó vẫn công bằng như vậy. Thì mình quay trở lại vấn đề như này, mình đang muốn thể hiện cho các bạn về cái độ bóng, cái khó nhất khi mà nhìn cái ở trong cái tình trạng mờ này, cái độ bóng của con này nó là bóng mờ thôi các bạn, bóng mờ nhé. Đó, bóng rất thấp, không lên được hẳn low shine gì cả. Đó, bóng mờ, thưa các bạn, bóng mờ. Thì đây là toàn bộ những cái đặc tính của một cái con pomade có độ dính nếp cao. Thì mình cũng không có nghi ngờ gì nó cả. Một điều nữa đây là khi mà vuốt lên tóc ấy, thực sự là cái mùi hương nó không không quá rõ ràng. Mình không biết rằng là các bạn khi mà các bạn trải nghiệm cái sản phẩm này cùng mình thì các bạn liệu có suy nghĩ gì hay không, nhưng mà ý mình nói là với những người là thích mùi chanh ấy, thì mình nghĩ là đây sẽ là một cái sự thất vọng với các bạn thực sự luôn, bởi vì nó quá nhẹ và mình tận bây giờ mình không ngửi thấy nó nhẹ, nó siêu nhẹ luôn. Tức là đúng là mùi chanh này hấp dẫn chúng ta thật, mà mình khẳng định là chắc chắn là chúng ta sẽ đều thích, bởi vì là đơn giản nó là mùi chanh thôi, mùi chanh nó gợi hình lên rất rõ ràng là đây là mùi chanh đó. Nhưng mà nó nhẹ quá, nó thực sự nó rất là nhẹ, nó giống như kiểu
Mình không biết vì sao nhưng mà mấy con Pumice Unorthodox có người ta bay ít bóng như này thì tại sao mùi nó nhẹ nhỉ? Mùi rất là nhẹ luôn á. Gần như không ngửi thấy gì. Tất cả mọi thứ hiệu năng nó rất là mình rất là hài lòng với nó nhưng mà mùi nó cứ nhẹ quá. Thế nên là nếu mà chốt lại ở phần 1 này với một cái sản phẩm mà hiệu năng kiểu với một cái tầm giá kiểu 520 nghìn như mình đang bán này và một cái hiệu năng như thế này, mình khẳng định các bạn luôn là đây sẽ là một trong những con mà đáng mua nhất luôn các bạn, thực sự luôn á. Bởi vì là trong tất cả những cái mình trải nghiệm qua thì sẽ có những con nó cho một cái trải nghiệm theo kiểu nó vuốt lên, thực ra là cảm giác không quá heavy, thậm chí không lên đến strong luôn. Con này khẳng định các bạn luôn là vuốt phát lên cảm giác dính chặt với nhau là lên đến strong luôn, không có cái vấn đề gì mà gọi là không strong được cả. Cái hai là nó ít bóng thì nó sẽ phục vụ cho những ai thực sự là tất cả mọi người, tất nhiên là trừ những bạn làm tóc quá thưa có thể sử dụng được con này. Bởi vì là khi mà các bạn sử dụng con này thì các bạn mưu cầu một cái mái tóc chắc chắn thì nó sẽ phục vụ cho các bạn một cái độ bóng thấp, nó sẽ phục vụ cho các bạn một cái mùi hương nhẹ nhàng, nó sẽ phục vụ cho các bạn. Thì với con này đối thủ lớn nhất của nó mình nghĩ là Black Sheep, xin lỗi các bạn, thì nó sẽ chắc là nó sẽ lép về hơn cái đối thủ đấy về mặt mình nghĩ là mặt mùi hương, mình nghĩ vậy maybe. Bởi vì là mùi hương của Black Sheep thực ra mà nói thì họ sử dụng hương liệu và họ sẽ có những cái mùi thơm hơn, ví dụ như là Aventus, nhưng mà thực sự nói trải nghiệm Black Sheep của mình trải nghiệm xong Black Sheep xong rồi kiểu cái mùi Black Sheep với mình ấy, thì nó cũng không thực sự quá ấn tượng lắm. Nhất là mùi Aventus mình sẽ có một clip review một cái mùi Aventus ở của Lock Hack, thì mình sẽ đăng vào ngày mùng một Tết. Mình thề bạn luôn là thơm cực kỳ luôn. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ không nói về mùi Aventus nữa. Nhưng mà nói chung là với những cái sản phẩm trên thị trường với một con mà được gắn mác Heavy Hole thì nó cũng là một trong những số ít con xuất hiện trên thị trường và con này mình nghĩ thực sự rất là tốt luôn các bạn, thực sự rất là tốt luôn. Và mình sẽ quay trở lại sau vài giây nữa nói với các bạn về phần 2 rằng nó có lướt xuống cái độ giữ nếp phơm hay là độ bóng nó có xuống ăn là nó không bóng hết hay không hay như nào đấy, thì mình sẽ quay trở lại mình nói với bạn sau. Xin chào quý vị các bạn, bây giờ hơn 8 tiếng thì về cơ bản là đang hơn qua 8 giờ tối. Thì nói thế này, biết rằng là lên clip thì muộn nhưng mà phải nói với các bạn rằng là trong suốt quá trình mình dùng con này mình không hề đưa tay lên tóc để sờ, nhưng mà hiện tại là vừa đưa tay lên tóc để sờ thấy khá là ấn tượng, tuy nhiên không biết rằng hiệu năng cụ thể như thế nào. Wow, cảm giác không bị tơi rồi các bạn. Đây, nếu mà 8 tiếng trước, hơn 8 tiếng trước, camera của chúng ta bị mờ, thì hiện tại thì các bạn sẽ thấy rằng là độ bóng của sản phẩm, xin dám khẳng định với bạn, 8 tiếng trước cũng như này. Khẳng định một điều, giữ nguyên độ bóng, giữ nguyên độ giữ nếp. Mùi hương thì như đã giới thiệu, mùi chanh rất là nhẹ, siêu nhẹ luôn các bạn, hoàn toàn để tùy mix bất cứ một cái mùi hương khác nào vào. Chắc chắn là các bạn sẽ không ngửi thấy mùi chanh ở trên tóc và cả trong cơ thể nữa, chắc chắn luôn, rất là nhẹ luôn, trừ khi ai đánh mũi thinh quá. Với mình sau hơn 8 tiếng trải nghiệm nhận xét như này, một sản phẩm pomade gốc nước, pomade hybrid cực kỳ bỏ tiền mua, cực kỳ luôn, nó mang đến một cái trải nghiệm mà theo mình thấy, cá nhân mình thấy thì phải nói như nào nhỉ, vượt trội. Mình không biết miêu tả nào nhưng mà lâu lắm rồi mình mới được sử dụng một cái sản phẩm có độ giữ nếp cao như này. Ban đầu thì mình được nghe mọi người review là phơm hâu thôi thì mình kiểu chết rồi, nhập vì nó hiêu vì hâu mà bây giờ nó phơm hâu thôi thì nó giống như con khác, nhập làm quái gì tốn tiền kiểu như vậy. Mình kiểu hơi lo một chút, kiểu chết rồi bây giờ làm nào giờ, chả lẽ bây giờ cứ nói về bao bì, cứ nói về mùi hương, cứ nói về thành phần này nọ kia, cứ nói essence oil tốt hơn fragrance oil nọ kia. Không, may mắn cho mình con này nó rất là ổn, nó đã thú vị rồi mà nó lại rất là ổn nữa, ổn đây là ổn mức tốt nha các bạn. Strong hold, low shine, không biết là nên nói là low hay là matte đây, thôi nói low đi cho nó bóng thấp đi cho nó tiến bộ, nói bóng mờ thì nghe nó hơi búp quá đà. Nói chung là giữ nếp tốt, giữ nếp cao, giữ nếp khỏe, bóng thấp,
mùi nhẹ bám đâu đấy một trong 2 tiếng thôi mà mùi chanh. Với con sớp wax pomade thì chính xác là nó cũng không wax lắm, nó không wax lắm. Với con sớp là gin tonic thì mùi chanh này khá là ổn, nó bay khá là nhanh, không biết là đấy có phải ý đồ nhà sản xuất không. Nhưng mà nhìn chung thì khi chúng ta bỏ tiền ra mua con pomade này, các bạn hoàn toàn thể yên tâm tất cả về chất lượng sản phẩm. Và giới thiệu một lần nữa, Glass Hand Hair Company Gin and Tonic Wax Pomade. Đây là một sản phẩm được giới thiệu là Heavy Hold và Matte Finish thì phải, nếu nhớ không nhầm. Thì đây là một sản phẩm rất đáng mua. Hy vọng rằng là clip này sẽ giúp ích cho các bạn. Và nhất là mình biết rằng là có một số bạn không phải người Việt Nam, các bạn phải sắp lên. Thì có thể các bạn là người Thái, thể các bạn là người Philippines, hay là người Malaysia gì đấy. Nói chung rằng là nếu các bạn xem clip này, nhấn mạnh rằng hy vọng rằng trong cái thị trường các bạn sẽ có một seller nào đấy nhập cái sản phẩm này về. Đây sẽ là một trong những sản phẩm rất tốt. Ít nhất là mình phải nói với các bạn rằng là gì, ở châu Á chúng ta với tất cả khí hậu, có thể các bạn đang ở Indo, ở Philippines, ở Malaysia, mình không rõ khí hậu các bạn như nào. Ví dụ các bạn ở Thái Lan chẳng hạn, mình đoán nhé, thì phần nhiều khí hậu Thái Lan sẽ giống Na Ná Việt Nam. Vì thế cho nên là với con này, mình tin rằng là đây sẽ là một trong những con siêu phẩm ở trong thị trường homebrew, homemade homebrew tại châu Á. Và như mọi khi thì xin hẹn lại quý vị các bạn lúc 20 giờ muộn hơn mỗi ngày trên kênh YouTube Nguyễn Review, cũng như chúc quý vị các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn đẹp trai, nhiều thành công, may mắn trong cuộc sống, cũng như là những phần của Covid đừng để tóc xấu như Nguyễn Review.